để tạo ra đĩa video CD hoặc là SVCD nghe chuẩn Super VCD. Chúng ta có thể sử dụng chương trình Neuralink để thực hiện công việc này. Sau khi cửa sổ Neuralink Room hiện ra, chúng ta sẽ chọn icon Super VCD là Super Video CD. Sau đó chúng ta chọn hệ là NTSC, chọn New. Mình thấy trên màn hình bên trái cửa sổ xuất hiện hàng loạt các thư mục, và cái mục này ta thường thấy khi mở một một đĩa CD, đĩa CD vào máy tính, ta sẽ thấy thư mục này. Và những thư mục này do chương trình ngẫu nhiên tạo ra chứ không phải do ta tạo bằng tay. Công việc đầu tiên chúng ta phải đặt tên cho đĩa CD bằng cách nhấn phải chuột chờ icon New, và ta đổi bằng cách nhấn lệnh rename. Nhà ta đặt tên là Dũng Ngân là tên của hai nhân vật trong một phim mà chúng ta sắp ghi. Tiếp theo chúng ta có thể nhét, nghĩa là nhét tập tin embed mà chúng ta vừa tạo được từ chương trình Rosoron vào thư mục embed, ta nhấn đúp thư mục embed, và sau đó chúng ta chọn vào ổ DD. Ta thấy có file 01 cho embed, và chúng ta nắm file 01 cho embed này, ta thả rê chuột từ cửa sổ bên phải thả vào cửa sổ bên trái. Ta chọn Turn up standard. Sau đó ta sẽ dùng chức năng là Write CD. Và với cách ghi này, bạn sẽ yên tâm mang đĩa này đọc bất cứ trên đầu đọc VCD nào cũng có thể chiếu được một phim giống như một phim bình thường. Có thể coi được trên máy tính, có thể coi được trên đầu VCD, đầu DVD. Ta nhấn OK. Escape để lấy đĩa ra. Sau đó ta đóng chương trình Neuralink và chúng ta mở lại đĩa CD-ROM bỏ vào máy tính và kiểm tra xem có dữ liệu hay không, và cách ta đưa CD vào ổ CD và chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta thấy là có đúng đĩa, chúng ta tên là Dũng Ngân, đúng là tên ta đặt. Ta nhấn nút vào trong đĩa CD, ta thấy nó tạo tất cả thư mục như ta thấy vừa lúc ban đầu, và ta nhấn giờ MP2. Lúc này ta thấy có một file là AVSEQ01 và file này chuẩn nó là chấm dat chứ không là không phải là chuẩn embed như ta thấy ban đầu. Và chúng ta có thể xem phim bằng một chương trình, bất cứ chương trình nào của chương trình đọc phim, coi phim trên máy tính, hoặc là đưa vào trực tiếp trong đĩa VCD, đầu đĩa VCD để xem. Và tôi đã mở bằng chương trình xem phim VCD của máy vi tính.